Phụ nữ sinh Nghệ An qua đời, mẹ ruột nghẹn ngào hé lộ chi tiết gây sốc về nhóm bắt nạt. Đau đớn trước việc con gái ngoan ngoãn xinh đẹp đã ra đi mãi mãi, mẹ của nữ sinh N quyết tâm đòi lại công bằng cho con. Mới đây, mẹ nữ sinh nghẹn ngào cho biết con gái bị lập group anti trên mạng xã hội trước khi qua đời. Dẫn tin từ Vietnamnet, chiều ngày 20 tháng 4, tại góc nhỏ của một ngôi chùa ở thành phố Vinh, Nghệ An, chị PTTV, mẹ của nữ sinh NTIN, học sinh lớp 10A15 trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, cho biết gia đình đã hoàn tất các thủ tục mai táng cho con gái theo phong tục địa phương. Gia đình chị V đến nay vẫn không tin con gái lại đột ngột ra đi như vậy. Chị V chia sẻ những ngày qua, có rất nhiều người tới hỏi thăm, động viên gia đình và dư luận rất quan tâm tới vụ việc của con chị. Theo đó, tại trường, con gái của chị V thường xuyên bị cô lập, bị bạo lực học đường bằng nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ có em N, mà ba học sinh khác trong lớp 10A15 cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Những học sinh này lập nhóm trên mạng xã hội như anti thành phần khốn nạn hay anti IN, chị V xót xa. Mẹ nữ sinh thông tin, ngày 3 tháng 3, N hoảng sợ nhắn tin về việc bị một nhóm học sinh, cả học sinh trong và ngoài trường, chặn đánh ngay trước cổng trường. Nữ sinh này cầu cứu mẹ đến đón về. Tôi bỏ cả công việc lập tức tới đón con. Tối đó tôi có trao đổi sự việc với cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15. Cô giáo này có hứa ngày hôm sau sẽ làm việc với các em học sinh, yêu cầu viết bản tường trình. Chị về trao đổi, người mẹ này cũng cho biết đã hai lần chị lên tìm gặp ban giám hiệu nhà trường để phản bác việc con gái bị bạo lực học đường, cô lập và xin được chuyển lớp cho con. Theo đó, vào khoảng tháng 11 năm 2022, lần thứ nhất chị về tìm gặp ông Phạm Xuân Trung, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, nhưng thầy đi vắng. Sáng hôm sau, chị đưa con gái đi học rồi tiếp tục đến gặp hiệu trưởng. Tôi và con gái trao đổi với thầy Trung hơn một tiếng đồng hồ về việc xin chuyển lớp cho con. Thầy Trung hứa sẽ tìm hiểu lại những vấn đề mà gia đình phản ánh, nếu như đúng sẽ chấn chỉnh những học sinh có liên quan, đồng thời xem xét đề xuất xin chuyển lớp cho con của gia đình, người mẹ này nói. Cũng theo người phụ nữ này, không chỉ mình chị, có đến ba phụ huynh khác cũng có con bị cô lập ở lớp. Trong những cuộc trò chuyện ấy, em N đã nhiều lần chia sẻ nỗi sợ hãi với việc phải đến trường. Sau sự việc xảy ra, chị V cho biết có rất nhiều người đến chia sẻ, động viên gia đình, trong đó có cả những nạn nhân của bạo lực học đường. Nhiều bạn là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vinh, sinh viên trường đại học, là những người từng trải, họ đều thương và đồng cảm cho N. Chị V bật khóc, cũng là lúc tiếng chuông chùa chiều muộn vang lên. Theo chị V, lãnh đạo trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, trong đó có hiệu trưởng trường, ông Phạm Xuân Trung đã đến thắp hương, xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng trường xin lỗi vì không nhớ đến việc mẹ ruột em N có đến gặp mình, dù trước đó mẹ em N đã gặp mặt và nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Chị V nhấn mạnh, vấn đề của N, thầy Trung cho biết nhà trường có trách nhiệm làm rõ. Thầy Trung nói ngàn vạn lần xin lỗi và không nhớ đến việc tôi đến gặp thầy. Điều gia đình cần lúc này là họ nhận thấy cái sai, phải nhận thức được trách nhiệm của những người làm giáo dục. Ở lớp, N thường xuyên chơi thân với một nhóm bạn. Tuy nhiên, trước ngày 20 tháng 11 năm ngoái, nhóm bạn này không còn chơi chung với nhau. Trước đó, cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cũng chia sẻ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, khi nắm được sự việc, tôi có gặp riêng nhóm bạn này, tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ nhận được lý do vì không hợp. Theo cô Hà, thời gian gần đây, gia đình em N thường xuyên nhắn tin xin cho em nghỉ học với lý do sức khỏe. Khoảng cuối học kỳ 1, em N có nhắn tin riêng cho cô Hà hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp. Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Xuân Trung cho biết công an thành phố Vinh và công an tỉnh Nghệ An đang làm việc với ông tại nhà trường, bây giờ chờ kết luận của các cơ quan chức năng trước sự việc. Lãnh đạo trường Đại học Vinh sẽ trả lời chính thức, ông Trung nói.